những loại cây ưa bóng trong vườn nhà bạn, có thể là những cây thuốc dễ trồng, có tác dụng chữa bệnh, tốt cho sức khỏe. Không chỉ vậy, tạo nên không gian cây xanh, mát mẻ cho ngôi nhà bạn. Dưới đây là tổng hợp một số cây ưa bóng là những cây thuốc nên dễ trồng, tiện lợi chữa bệnh nên có trong danh sách cây trồng trong vườn bạn nhé. Cây rau má hay còn được gọi là tích tuyết thảo hoặc lôi công thảo, là loài cây một năm thân thảo. Cây rau má là cây ưa bóng, dễ trồng, nhanh được thu hoạch. Chỉ cần gieo hạt, tưới nước ẩm đều đặn sáng tối là cây nhanh phát triển. Rau má có vị đắng, có tính hàn, vào được ba kinh, can, tỳ và thận. Rau má có công dụng thanh nhiệt lợi thấp, tiêu viêm, giải độc. Cao rau má điều trị các vết thương nhiễm trùng, điều trị bỏng. Tác dụng của cây rau má trong chữa bệnh, hạ sốt tăng cường trí nhớ hỗ trợ bệnh nhân tim mạch, làm đẹp da chữa lành vết thương giảm căng thẳng, stress chữa mụn nhọt rôm sảy chữa táo bón. Cây rau má cây lô hội hay còn được gọi là cây nha đam, long tu. Đây là một cây thuốc quý, cây sống dai. Lô hội là cây dễ sống cây ưa bóng râm, thường được trồng làm cảnh. Cây lô hội rất dễ trồng trong vườn nhà, trồng trong chậu cảnh đặt trong nhà, cây dễ phát triển trong điều kiện khô ẩm thoát nước tốt. Lô hội có vị đắng, tính hàn không độc dùng làm chữa bệnh, và có thể làm thức ăn. Tác dụng của cây lô hội, theo nhiều nghiên cứu nhựa lô hội có tác dụng chữa bệnh, giảm nguy cơ nhiễm trùng. Cây lô hội dùng để điều trị viêm loét dạ dày, táo bón, chán ăn và các bệnh về tiêu hóa, giúp kháng khuẩn chữa lành vết thương trị viêm, loét dạ dày trị mụn làm đẹp da làm thực phẩm, cây lô hội nha đâm làm đẹp da. Rau diếp cá hay còn có tên gọi là ngư tinh thảo, cây lá dốc rau diếp cá thuộc loại thân cỏ nhỏ, sống lâu năm có thân rễ mọc ngầm dưới mặt đất, cây ưa bóng, mọc tốt ở những nơi ẩm ướt. Tác dụng của cây rau diếp cá theo đông y, diếp cá có tính vị, cay, hơi có độc, hơi lạnh, vào phế kinh. Theo đông y, tính vị của diếp cá, cay, hơi có độc, hơi lạnh, vào phế kinh, có tác dụng tiêu ung thủng, tán nhiệt, chữa phế ung, ngoài dùng chữa ung thủng, vết lở loét, rỉ. Rau diếp cá có thể dùng làm món ăn như một loại rau thơm ăn kèm, và có tác dụng trong chữa bệnh, như trị sốt ở trẻ nhỏ, trị bệnh rỉ, táo bón khó tiêu và lợi tiểu. Rau diếp cá giả lấy nước uống chữa bệnh các bài thuốc thông dụng của rau diếp cá chữa sốt. Ở trẻ nhỏ, 30 rau diếp cá tươi đem rửa sạch, chả nát, cho nửa bát nước nguội vào đun sôi. Để nguội rồi uống luôn một lần, hoặc có thể dùng bã đắp vào vùng thái dương. Chữa mụn nhọt sưng đỏ, chả nát rau diếp cá sống đắp vào chỗ mụn nhọt. Chữa bệnh viêm phế quản, 20 giờ mỗi loại lá diếp cá 20 giờ cam thảo. Rửa sạch, đun đặc uống nhiều lần trong ngày. Chữa chứng sốt nóng ở trẻ em, 20 giờ diếp cá rửa sạch, tráng qua một lần nước đun sôi để nguội giả lấy nước chắc bỏ bã. Chỉ uống 2 lần trong ngày, dùng đến khi hết sốt. Hoặc 15 giờ rau diếp cá và 12 giờ lá hương trà đem rửa sạch, đun lấy nước uống ngày uống 2 lần sau mỗi bữa ăn. Dùng uống thay nước sẽ thấy tác dụng ngay lập tức. Cây sâm đất, thổ cao ly sâm. Cây thổ cao ly sâm hay còn có tên gọi khác là sâm, đông dương sâm, cao ly sâm, sâm thảo, giả nhân sâm, thổ nhân sâm. Cây sâm đất là loại cỏ mọc hàng năm hoặc sống dai, thân mọc thẳng, cây dễ trồng, dễ sống cây ưa bóng râm mọc hoang và được trồng nhiều nơi theo y học cổ truyền. Thổ cao ly nhân sâm có vị ngọt, tính bình, có tác dụng bổ trung ích khí, nhuận phế sinh tân. Thường dùng chữa suy nhược ốm yếu, thể hư ra nhiều mồ hôi, tỳ hư tiêu chảy, ra nhiều mồ hôi, chữa ho hen. Ở Việt Nam và Trung Quốc nhiều nơi dùng rễ làm thuốc bổ, thuốc chữa ho chứa dạng thuốc sắc, hoặc dùng làm thực phẩm nấu như nấu canh bình thường. Cây sâm đất các bài thuốc chữa bệnh từ cây sâm đất, theo kinh nghiệm dân gian điều trị bệnh đổ mồ hôi, trộn 60 thổ cao ly sâm dạ dày lợn làm sạch, đem hầm dạ dày lợn cùng thổ cao ly sâm điều trị ho. Lâu ngày cây sâm đất, 20 giờ hạ thủ ô trắng, 20 giờ thông thảo, 20 giờ gà một con nhỏ, 400 g các nguyên liệu trên đem sơ chế sạch cho, vào nồi hầm chung khoảng 1 tiếng rưỡi đến khi canh hầm có màu trắng sữa là ngon. Khi gà hầm nhừ, vớt hết ván mỡ, múc gà hầm ra bát to cả nước,
và cái ăn kèm với muối tiêu. Cây bạc hà còn có tên gọi khác như bạc hà diệp, bạ hà, anh sinh. Cây bạc hà là loại cây thảo dược nhỏ thấp phổ biến trên khắp thế giới. Cây ưa bóng râm, dễ trồng, có thể trồng làm cảnh trong nhà với tác dụng xua đuổi các loại muỗi, gián, kiến, ong. Cây rất dễ trồng, sinh trưởng, lan rộng nhanh chóng và ít sâu bệnh. Cây bạc hà có rất nhiều tác dụng trong điều trị và chữa bệnh. Cây quý và được coi như một loại thuốc nam chữa bệnh vô cùng phong phú. Xem thêm, sâm ba kích, việc dược phòng the cho quý ông. Dưới đây là một số tác dụng chính của cây bạc hà: tăng cường hệ thống miễn dịch, trị ho, cảm mạo, nhức đầu, làm sạch đường hô hấp, trị viêm xoang, hen suyễn, khử mùi hôi trong nhà, xua đuổi côn trùng, chữa dị ứng, vết cắn côn trùng, giảm hôi miệng, chữa trầm cảm, làm giảm stress. Cây bạc hà có tác dụng làm đẹp da, giảm cân. Cây bạc hà trồng chậu làm cảnh và xua đuổi côn trùng. Trên đây ra cứu dược liệu đã giới thiệu cho các bạn một số loại cây ưa bóng râm là cây thuốc quý, có tác dụng chữa và điều trị những bệnh thông dụng nên trồng trong vườn nhà. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo những loại cây thuốc quý khác qua số tổng đài tư vấn 18.6521 hoặc đặt câu hỏi của bạn ở một ý kiến ở cuối bài viết. Tra cứu dược liệu sẽ giải đáp những thắc mắc, giúp bạn có thêm những thông tin đáng tin cậy. Let's look at why.